Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì rằm lớn, rằm tháng 7, Cương sẽ ở nhà Cương nấu chè thân nha, để cúng rằm. Để sử dụng những nguyên liệu nấu chè thân thì ở đây Cương có 300g đậu xanh bút vỏ. Thì cái đậu này hồi tối Cương đã ngâm rồi nè, để sáng mai nấu nha, mình ngâm qua một đêm. Với 300g đậu phộng mình cũng ngâm qua một đêm, sáng nay mình mới nấu cho nó mềm để mình nấu cho nó mau. Rồi ở đây bột khoai thì Cương sử dụng 200g. Là cái này thì Cương nãy giờ Cương ngâm nãy giờ cũng được 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Với bột bán thì Cương sử dụng 50g bột bán, cũng ngâm 2 tiếng đồng hồ. Rồi ở đây là rong biển thì Cương sử dụng 20g, cũng ngâm được 2 tiếng. Và một trái dừa này hồi một lát là Cương sẽ nạo để lấy nước cốt nha. Còn khoai môn thì Cương sử dụng là 300g khoai môn. Ở đây Cương không có khoai lang cho nên Cương sẽ sử dụng bí. Thì bí này Cương cũng sử dụng 300g. Và đường cát trắng thì sử dụng 500g. Rồi nếu như các bạn có vani thì sẽ không cần lá dứa. Còn ở đây Cương chỉ sử dụng lá dứa thôi. Thì vài cái lá dứa để một lát Cương để vô chè cho nó thơm. Rồi bây giờ Cương sẽ đi nấu đậu nha cả nhà. Cương sẽ cho vào cái nồi để Cương nấu đậu. Cương sẽ cho vô chút xíu muối nha. Khoảng không tới nửa muỗng cà phê muối nha cả nhà. Rồi Cương đổ nước á, nó xem xét như vậy nè. Cương đổ nước xem xét như vậy nè, Cương sẽ nấu nha. Rồi cái phần đậu phộng á, Cương cũng nấu luôn. Cái phần đậu phộng á thì Cương cũng đổ nước, nhưng mà đổ nước hơi nhiều hơn cái đậu xanh nha. Cũng cỡ khoảng cái phần đậu phộng này Cương đổ nước vô khoảng 500ml nước á. Rồi cái phần đậu phộng á Cương cũng cho vô khoảng nửa muỗng cà phê muối lưng nha, ít thôi. Rồi bây giờ Cương sẽ bắt bếp lên để nấu cái phần đậu phộng. Sôi lên nó có bọt đó, cái mình hớt bọt nha cả nhà. Rồi cái phần đậu của mình nấu nó đã chín rồi nè cả nhà. Mình nấu mà mình cái hộp nó còn nguyên mà mình bóp nó nhừ ra gì nè là nó đã chín rồi nha. Thì mình tắt lửa, mình sẽ lấy phân nửa để mà mình đi xay, còn phân nửa thì mình để nguyên nha. Cái phần đậu mình nấu chín rồi, phần nữa thì mình để nguyên nha. Còn cái này thì Cương đem đi xay rồi nè, cho vô cối xay cho nó mịn ra là được.
Rồi bây giờ mình sẽ xắt cái phần khoai môn nha. Mình sẽ trắng vừa miếng ăn. Phần bí cũng vậy luôn, cỡ miếng bí lớn nè. Cái đậu nãy giờ mình nấu được 1 tiếng đồng hồ nè cả nhà, nó cũng mềm rồi. Nếu như trong thời gian mình nấu đậu mà lúc nãy mình để nước ít quá thì mình có thể thêm nước nấu cho đậu nó mềm, thiệt mềm nha. Để khi mình để đường vô sợ nó lại đậu nó sẽ bị cứng, cho nên mình phải nấu cho thiệt mềm. Nãy giờ Cương nấu được 1 tiếng đồng hồ đó, rồi Cương ăn cái đậu nó chín nó mềm thiệt mềm rồi đó. Giờ Cương sẽ nhắc xuống nha. Rồi cái phần trái dừa hồi nãy á, mình nạo xong rồi mình đi dắt mình lấy nước nha. Cái này là nước cốt, còn cái này là nước dảo. Cái này là nước dảo, mình dắt khoảng 2 lít nước dảo nha cả nhà. Giờ mình sẽ bắt lên bếp nha. Rồi mình bắt lên bếp xong rồi cái phần lá dứa mình cho vô nồi luôn. Mình sẽ cho vào nồi là 1 muỗng cà phê muối nha. Rồi mình sẽ cho khoai với bí vào nha cả nhà. Cái phần nước sôi lên thì mình sẽ cho những nguyên liệu bột khoai với bột bán vô. Còn bây giờ thì mình sẽ đi xả cái đậu này. Mình sẽ đổ ra cái gỗ. Sau khi cái nước mà mình nấu nó sôi rồi đó, nó sôi lên một dạo rồi, bây giờ mình sẽ cho bột bán với bột khoai vô nha. Để mình nấu tiếp. Rồi nó sôi lên dạo, cái tiếp mình sẽ cho cái đậu hồi nãy mình xay nhuyễn á vào nha. Mình quậy cho cái phần đậu quấn cục cho nó ra luôn nha cả nhà. Tại nãy giờ mình để hơi lâu quá cho nên nó bị khô. Phần đậu xanh nguyên á, cái phần đậu xanh phân nửa mà mình không xay á, mình sẽ cho vô luôn.
cho phần đường vô luôn nha cả nhà. Rồi cái phần đậu mình cũng cho vô luôn. Cấp này mình nhìn cái nồi chè của mình nó hấp dẫn rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ cho nó sôi lên, cái mình để rong biển vào là chè của mình đã chín rồi đó nha. Rồi mình bỏ cái chè chín thì mình sẽ bỏ cái rong biển vô, xong rồi mình sẽ cho nước cốt vô luôn nha cả nhà. Như vậy là món chè của mình đã xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình chỉ việc rồi mình múc ra tô nữa thôi nha. Bây giờ Cương sẽ múc ra tô nha cả nhà. Rất là thơm mùi lá dứa luôn cả nhà ơi. Hấp dẫn quá. Cái món này thì nó cũng rất là dễ nấu. Nó hơi cực công chút xíu là nó nhiều nhiều thứ á, cho nên là mình phải làm nhiều công đoạn, nhưng mà nó rất là ngon luôn á. Rồi vậy là món chè thân của Cương đã hoàn thành rồi đó cả nhà. Cả nhà hãy thử làm theo cách của Cương chia sẻ nha. Chúc cả nhà có thêm một món ăn ngon miệng. Rồi bây giờ món chè hưng của mình đã hoàn thành cả nhà, quá trời ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Trước tiên mình sẽ thưởng thức bí nha. Ngon quá. Vừa ngọt mà vừa thanh thanh cái miệng nữa, với cái mùi lá dứa nữa, thơm quá. Đậu thì bùi bùi, nói chung là ngon quá cả nhà ơi. Mọi người hãy làm mà thưởng thức nha cả nhà, quá ngon luôn. Cuối cùng thì mình cũng kết thúc video đây. Mọi người nhớ có thương Cao Tùng Vlog thì nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ để có những video khác mới hay để gửi đến tất cả mọi người nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.